Rửa xong cái đấy ra cầm cho cái này. Có cầm đúng rồi, cầm đi, cầm bình thường đang ghi hình này. Cầm nhìn vào hình này. Cho chim uống nước. Quan sát mà cho nhìn hình ảnh đẹp rồi. Sát mà.
con chim kia vào lồng. Tí bắt. Đói vào ngay mà. Đói vào là phải chạy đến ngay. Con để cho uống rồi. Đóng cửa lồng vào. Ha ha ha.